ở đó bảo hiểm luôn chứ để con sách mất công quá à. Sách nó lùm đùm mà tội luôn. Đi, mặc dù đi bộ hả, không có chạy xe thì vẫn đợi nó bảo hiểm. Bữa nay là chợ ngày thứ bảy, thường thường quê ngân là ngày thứ bảy người ta nhóm chợ đông lắm mọi người, chỉ riêng biệt ngày thứ bảy thôi. Chỗ này là chợ Cù Lao mọi người, chợ Cù Lao ở Vĩnh Liêm, Vĩnh Long nha. Bữa nay là ngày lễ và bữa nay là ngày lễ 2 tháng 9. Tự nhiên 2 tháng 9, trời trời cái đầu óc bị gì ta. Bữa nay là ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương mọi người ơi. Ngày mai là ngày chủ nhật thì là ngày lễ 30 tháng 4, bữa nay thứ bảy. Lễ giỗ tổ Hùng Vương. Chợ đông rồi ha. Giày dép quá trời. Đây là hành tỏi. Chị bán hành tỏi vui vẻ, chị thấy em qua là chị cười. Đây nè mọi người ơi, cái này mới ham nè, gỗ súc. Đây, gỗ súc. Mua về bạn đi xúc cá, bắt cá, đi tát cá, đi tát, đi xúc. Đây nè. Cái này mới dễ thương nè. Ê ơi, cái lợp với cái lờ, cái gì đó, mini đồ đồ để đựng cá, bắt cá nè mọi người ơi. Trời ơi. Dạ. Ở nè, cái này mới dễ thương nè. Đó, cái ghế nhỏ xíu à, bằng cái bụng tay của mình rồi nha. Bằng cái chén nhỏ xíu à. Trời ơi. Cái gỗ nó cũng nhỏ nữa. Cái này cái gì tự nhiên con quên mất tiêu rồi cả nhà. Để bắt cá đựng cá tự nhiên quên tên rồi. Trời ơi. Rồi, thấy ham kìa. Đi ngang đây cái thơm mùi mắm. Dạ, 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 dạ. Dạ, 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 dạ. Cá nào cũng đẹp cho em mới vậy. Đàn ông mà người ta giỏi, người ta ra ngoài người ta bán đủ thứ hết trơn á mọi người. Con thấy đàn ông mà ta bán ngoài chợ, chỗ bán bánh nữa, bán đủ thứ đồ ăn. Dán phao, dán thùng, dán son, dán nồi, dán ấm lâu nước. Dán cái máy sâu dụng ở nhà tên bây giờ. Tấm dẹp, bánh mứt, bồ. Cái này tết im ha, dạ. Tết là bán cái này im. Dép sớt, dép nhựa, vừa cái dịch cũng bao. Dán là dép, dán là vừa. Vô đây mua dịch. Ủa hay mua gà lộn xin lỗi anh. Em mua gói quen quen bên đây. Ở đây bán cây con nè, khổ qua rồi bầu quý gì á, đã đu đủ. Rồi bữa nay tăng cường gà vịt quá trời nha. À, bình thường thì thấy ít ít, bữa nay chị bán nhiều quá nè. Ở trong vườn người ta đem gà vịt ra người ta bán cho chị á, chị mua rồi chị mần chị bán lại chị lấy lời. Gà lai có không chị? Chị ơi, gà lai có không? Gà lai bao nhiêu ký ạ? Gà lai nhiêu ký ạ? Đây là cây giống ba cái cây cốc bưởi với lại vú sữa rồi mọi người ơi. Xoài. Gà lai nhiêu? Gà lai nhiêu? Dạ. Gà lai gà nồi á mọi người, gà nồi lai á. Ăn cái thịt nó cũng không có thua gì gà nồi đâu nha, cũng 80 90. Nhiêu chị? Gà lai, gà mái, gà đông gà mái. Gà mái. Bình thường 80 hả? Lễ lên 5.000. Chị có con nào mà ký mấy ủa 2 kg đi, có con nào 2 kg không? Bự bự mập mập ấy nha. Chị lựa cho em 2 con đi. Mua lên Sài Gòn nướng cho xui ăn. Lựa ngon nha, mạnh mạnh con, mạnh mạnh nha. Con mập mập nha. Rồi 2 con gần 4 kg rồi đó. À rồi.
Trời ơi, ở trên kia không có đông mà khúc dưới đồ ăn đông nha mọi người. Mua đồ ăn để về ăn mừng lễ nè. Có cái mảnh chuối sen nữa kìa. Có cái mảnh chuối sen. Gà mừng sẵn, vịt mừng sẵn. Đi vô tiến vô chỗ bán cá tép với lại thịt heo. À, trong đó đó mọi người 200 mấy. Ngoài này người ta bán nè, ba cái đồ nãy không quay nè, bánh lỗ tai heo nè, bánh tráng trộn, bánh tráng muối gì đó nữa. Đừng mệt chứ hết. Bên đây là bán đồ nhà bếp, xong rồi gỗ, muỗng đũa gì đó. Kéo lên. Đông ha. Bây giờ trong đây là hàng trái cây. Trái cây người ta bán rải rác, rải rác chỗ nào cũng có hết. Chuối là ná lòng vịt chị ơi, xào luôn chị ơi. Bán đồ nhà ở vườn người ta đem ra. Tôi nhúc, tôi muốn nhúc. Cá biển thì nó không có mua đem về Sài Gòn rồi. Trên đó thì đầy. Chủ yếu là mua đồ thủ quê thiên nhiên thôi. Kiếm nó mua tết xong. Có cắt nữa không? Có thì có phi giá nó yếu quá anh chị. Cái này là tép mà, nhưng mà không phải là tép thiên nhiên nha mọi người, nó giống như trang nhưng mình dễ bị lầm. Nó tép thể nhưng mà nó dạng nó nhỏ. Mình mua về mình luộc nó tay héo. Mình nấu mình rang gì nó cũng tay hết trơn. Trời ơi, con cá khổng lồ mọi người ơi. Con này chắc cỡ 5 kg, cá bố mẹ. Cá bố mẹ là dạng mà nuôi trong ao mà người ta chưa có xuất ao. Ý là xuất ao mấy chập là nó vẫn còn sót lại, nó bự vậy nè. Cái chạch bông rồi. Cái chạch gì đó, chạch lấu hay chạch bông đó. Mình thấy bông bông chắc cái chạch bông đó. Quá trời bự luôn. Bự bằng cầm tay cũng ngon luôn đó mọi người. Lên video thấy nhỏ ha. Đi nhanh nhanh lên nó nhưng mà ở quê cũng ít chửi hơn ở thành phố. Không biết sao nữa, chắc ở quê người ta hiện hơn hay sao. Đi chợ mà chán chán, quay người ta chửi chết mà. Kiếm tép xong mọi người. Người ta có à, là tép nuôi không? Tôm nuôi không? Tôm kèn đi nhà thường có lên chút gì đó ghê gì à. Tôm thì chị gái rồi. Dạ. Mua 2-3 kg rồi quay phim. Anh nói vậy á, anh nói vậy nhưng mà anh cười. Quay tôi đi, quay tôi đi. Cá lồng tông với cá phèn. Rồi, test xong thất nghiệp rồi mọi người ơi. Các bạn thiên nhiên hay mua á. Thầy phải không? Đây không có ai thiên nhiên hết. Này tôi mặc nuôi rồi mọi người ơi, không có thiên nhiên rồi. Mới có không ta? Chưa biết. Ai biết được. Thôi, thất nghiệp rồi cả nhà. Có cái xong rồi đi hết cái chợ. Ăn cá đó thì trời ơi cá gì mà dặn thẻ ta, cá chép vàng, cá ngát nè, con kiếm mua tép xong mà bữa nay không có rồi. À mọi người dễ bị làm nó hay cái trang á, heo nè chứ không cả tí hả. Ngày mai có không ta? Không có đâu, bữa vậy cũng khác. Khó kiếm mua tép đó, khó à.
mua không? Khó kiếm mà vậy nó có có người ta đi đánh bắt đi cào đi này kia tại đái rồi mới có không? Ngày lễ thì chắc không ai đi rồi. Ngày lễ thì chắc không ai đi rồi. Trời ơi, cá mẹ nó không rồi, cũng có nhất chân nghe cá sủi rồi nè. Cá lòng tông. Nửa ký 45 ngàn. Mua gì cho bé Xuân ăn được liền. Ủa được. Ăn chung mua chứ mua mấy cái đồ nhí nhí xương xương không nó không ăn được rồi. Nó không. Chắc mua cá tra, giải thích cá tra. Vậy là xong rồi đó. Cá tra này nhiêu ký vậy chú? 45 ngàn ký một ký. Cho em 3 cái phút giữa được không? Con nào bự nhất? Nhiều hết cá cắt rồi hết cá cắt. Đấy là em đi trễ rồi mới có không hay là sao để em biết? Mới thì có. Đây còn mấy cái bụi quán nó dặn trên thôi. Mới đi sớm. Mới đi. Món quen của mình. Rồi thôi đi ra ngoài cái nhẹ đây đâu. Hết gian hàng nào bán cá rồi không có cá. Ủa không có tép thiên nhiên. Bán rau cải đồ rẫy bán giá ấy tôi nói làm gì mất mái máu vậy hàng ngày chiên được gì hết mà đồ đây có cái đồ cho đang cào gì cái đồ là cào rồi cái này là thấy biết cá cào rồi cá phèn rồi cá út cá út rồi cá mẹ gì cái cá hê à mới lên cái gột luôn nè chưa có miếng cá nào đâu ốc cái gì ơi cái phèn cái gì đây cũng quần áo luôn dọc qua về là vòng lại là hết cái chợ nhưng mà thường thường nó quay nó ít nó vô nhà lồng lắm người không có vô trong nhà lồng không biết sao nữa tự nhiên cái tiện đường cái gì qua đây quay ở đây nè mua đạn đây luôn đó thịt heo nha đầu gãy, dao gãy rồi trong đó, đó, nhà lồng trong đó. Còn đây thì bán quần áo trong phía trong nhà lồng cũng có nữa. Đi đi hồi chắc gặp bà ngoại. Bà ngoại hôm nay chắc cũng có đi chợ, có đi chợ. Đàn ông người ta bán giỏi hơn bán thau gỗ rồi ba cái đồ dùng nhà bếp nữa ha quá trời luôn giỏi vậy 10 ngàn món rồi em mua gỗ em đem về thành phố được không sách đem về thành phố ai mua gỗ đem về thành phố không cả nhà em mời Ngân mua kìa ở này mà Ngân ở đây là Ngân mua đậu về nói lại đôi đi đôi đi vô phòng ngủ đôi đi nhà tắm này bên Vũng Liêm á người ta đem đồ qua đây người ta bán nè mọi người quần áo nữa. Sao quay đúng cái này hoài đó. Không có ai chơi.
đa số là ta bán đồ bông bông nhiều ha mọi người. Ở quê người ta hay bận đồ bộ mà kiểu thoải mái mà đồ thun 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 lạnh đồ bông 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 á. Chỗ này người ta bán dép quá trời ha, một gian hàng dép luôn nè, biết về dép nữ, về nữ, dép nam cũng có, dép trẻ em có luôn, dép bánh mì, dép tổ ong. Họ có dép tổ ong không? Nói đại không có dép tổ ong nam, mỗi dép tổ ong nữ. Thế biết sao tại có dép lỗ lỗ giống như gian dép tổ ong rồi mọi người, cũng kêu nó là dép tổ ong luôn đi. Đây bán kẹp tóc rồi, và cái đồ cho bé gái, cho nữ. Rồi con kẹp thôi ha, con kẹp. Rồi dướng người ta quá trời ha. Người sách bọc bọc vỏ vỏ là đây nghe á, quay khó quay. Dướng 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 cứ khuất cái màn hình nè cả nhà. Rồi, sao chỗ này đông dữ đặc. Chỗ bán cá bảy chú ông đài rồi. À, chỗ người ta đứng đông 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 đông, chỗ đó là bán cá đó. Chị Vinh rồi. Ăn nhiều phụ đi con ơi. Quá trời đông ha. Ra bờ sông đi chơi. Chỗ này hồi xưa nhà sàn không à, hồi lúc mà nó còn nhỏ là người ta nhóm chợ rồi bán tập quá rồi là nhà sàn, ở ngoài nhà sàn á. Giờ dẹp hết rồi, nhà nước dẹp hết rồi, cho vô trong hết. Xong này chạy về nhà Ngân nè, mình chạy hạ thẳng như hướng đó, quẹo trái là về nhà Ngân á. Còn quẹo phải thì mình đi hướng về chợ Vũng Liêm. Chợ này cách nhà Ngân cây số, hơn cây số chút. Rồi hôm nay kiếm đi mua tôm xong, thép xong á, tại vì Ngân tính mua cho bà nội xu nhưng mà do hôm nay không có. Bà nội xu hay kêu nó là tôm xong, mà thật sự ở dưới quê Ngân kêu là con tép, tép bạc thiên nhiên của mình á, mà không có. Bữa nay cố gắng lắm mà dậy sớm nổi, không biết ngày mai có dậy nổi không thì không biết, nếu mà dậy nổi thì Ngân sẽ đi chợ Ngân mua, đi kiếm Ngân mua. Nhưng mà mấy ngày lễ là Ngân nghĩ là không có rồi, không có ai đi đánh bắt cá hết trơn á. Ít á, ý là chắc có thể là không có rồi, Ngân nghi vậy đó. Hiếm á, nó hiếm có. Ta nghĩ người ta chơi lễ hết rồi. Ta đem dịch ra chỗ chị này, chị mua lại nè. Ở trong vườn người ta nuôi á, nuôi ta đem ra ta bán cho chị này, chị mua, chị mừng rồi chị bán lại, chị kiếm lại tiền lời. Đi qua hướng mình đây, đây có quán cà phê nè. Trời, nguyên một bàn toàn là phụ nữ không ngủ cà phê, nó tán dốc nói chuyện cười hú luôn, cười không sợ luôn. Thôi con nhận sẵn khóa dễ sợ. Bà Năm trời đất ơi, Năm đi chợ hả? À, con về qua đi xe hay gì? Hợp dịch bầu bí, trời đất ơi, đồ gãy ha, đem xe tải qua đây nó bán nè, khủng khiếp luôn. Bí vợ tự nhiên nó bầu nè, Ngân nhìn Ngân mấy hai nói lại. Sao chê thì củ sắn, đây là xoài Đài Loan, mận, ỏi, kem, đây ớt chuông. Trời ơi bầu kìa đó, bầu bí nữa nè, thấy không, bí đỏ, ủa bí, bí xanh, cà gớ, mướp ở quê kêu bằng mớp. Đi đi có người quen không, bây giờ gặp hết người quen rồi đó. Ở đây quen không chứ đâu có ai, có chỉ có xã trên á, xã trên thì không biết nha, ở đây có hai xã thôi, bù lâu không ở chỗ ở có hai xã thôi. Ôi ơi quá trời luôn mọi người. Rồi bán khoai lang, dưa hấu mini à. Đợt rồi Ngân mua, Ngân thấy dưa hấu mini Ngân phái quá, Ngân ra đây Ngân mua, cái Ngân bỏ quên ngoài chợ luôn, không có ai gì.
cuối cùng không biết ăn ngon gì vậy, không biết luôn. Không trời ơi nè đó. Hoa lan nhỏ 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 thôi mà ta thằng ngồi lột chắc chết. Trời ơi. Nó nhỏ 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 thì bằng ngón tay, ngón chân cái mình vậy. Chút xíu à. Chút xíu à. Ngồi ta lửa thấy em không? Hôm nay ngồi đi đám giỗ. Ăn ké trên đám giỗ thì nó cũng chẳng có mua gì chứ. Với lại con dặn mẹ là đừng có nấu nướng đồ ăn đủ gì vậy, dạo này con cũng không có dám ăn nhiều. Mà trước là mỗi lần là để thì mua này mua kia, thèm này thèm kia, giờ không có dám ăn dám uống gì chứ, ăn ít lắm, sợ mập này lên mấy kilo luôn. Con lấy ai gà lo quay quay hỏi cái quên gà mất công quay lại lấy gà dạ, mấy chục ngàn thôi. Khô nhiêu ký chị? Khô đồ này. Khô này nè, cái này mặn không chị? Mua khô này ăn cả nhà thấy khó ăn khô đồ. Còn này nhiêu ký bự nè? 102 hả? Còn này 203 hả? Mua nào ta? Thôi nhỏ nhỏ đi hả? Cỡ này là bự hơn là khác không? 108 nè. Cỡ này ăn vừa cả nhà. Rồi hay dữ hả? Mà em đi chợ nhiều lần á, em lựa cái là trúng thấp của mấy người mà bà bán ở ngoài chợ là khen luôn á. Ơi. Con có đi chợ của cô Thương mà bảo quên túp hành nè. Cô ơi, cô có nhớ cô quên gì không? Cô có nhớ cô quên gì không? Quên gì hả? Không nhớ hả? Coi lại còn sót có quên gì không? Có bỏ quên chỗ nào không? Có quên đồ ăn của cô mua nãy giờ có nhớ không? Có khẩu trang nhỏ này đòi à? Quen quá. Rồi cảm ơn nha. Bỏ về không có rác nữa, bỏ dụng dụng là dồn cho em xem mà. Ngân còn cũng cái thi cũng vậy á. Mua trả tiền đã xong rồi tính vậy bỏ đi về. Không có lấy đồ ăn. Heo mọi ở đây ta bán heo mọi chú Hương ha, nhỏ xíu. Tôi nuôi heo cừng cái thảm kìa. Chị có nuôi heo này không? Có mua không? Chị heo cừng không à. Vậy hả? Chú Hương quá chị ha, dễ ăn không? Trời ơi, mấy heo này nó dễ nuôi lắm. Ăn cỏ rồi, ăn cơm nguội rồi cũng không hả? Cỏ rồi, cãi vô ăn. Chú Hương hết quý hương. Ôi, nuôi con làm thú cưng. Thì heo mọi rồi, đã nói heo mọi rồi. Thức ăn luôn á, mà nó lâu lắm, cả năm rồi. Cả năm thôi ha. Thế thường gì đâu. Nhiều con kìa anh ơi. Chị hỏi nhiêu con kìa. Không biết. Anh không biết. Không phải của anh. Hỏi chủ nhà đó.
miếng nhiêu ha. Ủa anh bán mà anh đi ra mất tiêu rồi. Mình không có mua, mình hỏi chị hả? Mà nhớ mà mỗi gà vậy chứ. 600 hả? 600 ngàn con hả anh? Thương quá. À chắc là anh chủ ở đây rồi. Đỏ luôn á. Mẹ luôn á, mẹ luôn. Người ta về quê chơi lễ nè, đùm túm con cái vợ chồng về một xe máy luôn, đầy một xe luôn, quá trời luôn nè. Bữa nay về chơi quê, về quê chơi lễ đông ha cả nhà. Ngày hôm qua anh về thì vắng. Anh ghé tỉnh tộc quá, mua trên nước suối, ai ngờ hên quá cả nhà, gặp mười hai đi chợ có gian về luôn. Dạ. Về hôm qua. Mười hai ở gần nhà. Gần nhà ngoại của Ngân á. Gặp mấy hai đi chợ có gì. Nó có thiệt hả? Thiệt không? Có khách gì không? Má hai nó có khách không? À mua lại về ăn chứ. À vậy hả? À. Ủa Ngọc về hả? Nó về chưa? À tay cắn quần áo rút que bỏ chó đeo đa năng giác con lụt thao lụt phòng lụt bể keo dán son rồi lên xe về keo dán chét keo dán